Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển thượng, nghiệp cảm của chúng sanh, phẩm thứ tư, 1. Bồ Tát vâng chỉ. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa đến nay, con đường sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ra khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả những chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Lạy con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong 6 đường đều đặng độ thoát. Xin vâng, Bạch Đức Thế Tôn, quý xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hết quên làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quên làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ, tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong 5 đường, không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn, trải đến kiếp số nhiều như vi trần. Ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông chót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, cứu độ hết tất cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì. 2. Định Tự Tại Vương bạch hỏi. Lúc Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cuối mong Đức Thế Tôn được nói cho. Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. 3. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số La Do Tha bất khả thuyết kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 6 muôn kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận. Hai vua đồng thật hành 10 hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui, chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. 4. Quang Mục cứu mẹ. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, làng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi làng muốn những gì. Quang Mục thưa rằng: Ngài còn sống, Ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quang Mục bị đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quang Mục rằng: Thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải bị đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quang Mục thưa rằng: Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và trạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá trạch của người đã ăn, thời đến hơn nghìn muôn. Xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quang Mục rằng: Ngươi phải đem lòng trí thành mà niệm Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phúc lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của hòa tượng Phật mà thờ cúng. Làng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó, làng chiêm bao thế thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng và bảo Quang Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói. Sau đó, đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người, lên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện. Lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát được khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ mình. Làng nghẹn ngào khóc nóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình, đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: Do hai nghiệp giết hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc mà phải thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quang Mục hỏi rằng, những việc tội khổ trong chốn địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, giàu đến 100.000 năm cũng không thuật hết được. Quang Mục nghe xong, than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cùng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn trốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, tôi nguyện từ nay nhân đến đời vị lai đến 100.000 muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ lơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như mà các hàng chúng sanh bị tội khổ lơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quang Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, lạy Quang Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ tác danh làm người phạm chí, sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật, độ nhiều hạng trời người, số đông như số các sông Hằng. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục tuổi đó nay chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Mẹ của Quang Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mục là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn, phát ra hàng hà sa số lời thệ nguyện đổ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhất đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ nưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sanh mắc phải tội báo như thế chắc phải bị đọa vào chốn ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoảng khay móng tay, thời những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi tội báo lơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen cùng dâng cúng những thứ đồ ăn thức uống, các thứ chân bảo, vân vân, những người như thế về 100.000 muôn ức kiếp sau thường ở tại cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu, hoặc lúc phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian vẫn thường làm vị đế vương trong 100.000 kiếp, lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Lạy Định Tự Tại Vương Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế, các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Đức Phật rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo. Nghìn muôn nước đại Bồ Tát chúng con đều có thể lương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. 4. Tứ Thiên Vương hỏi Phật. Bây giờ 4 ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn nại đã phát nguyện rộng lớn độ khắp chúng sanh như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát ra lời nguyện rộng lớn nữa? Cúi mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo 4 vị Thiên Vương rằng, hay thay, lạy vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói lược về những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi Diêm Phù Đề ở cõi Ta Bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả những chúng sanh mắc phải tội khổ. 4 ông Thiên Vương bạch rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. 5. Phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo 4 vị Thiên Vương rằng, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây mãi không dứt, vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện. Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề lơi thế giới Ta Bà dùng 100.000 muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sanh. Lạy 4 ông Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay kinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lở. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bòn xẻn, thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ, thời ngài dạy rõ quả báo đói khát nhiều bệnh. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngài dạy rõ quả báo tác sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy rõ quả báo khuất nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc công ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ nạm phá của thương trụ, thời ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi lơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu báng tăng già, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sanh vật, thời ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hiền hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gổ, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Những chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề từ lời thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Hiện nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề như thế, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người, cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông Thiên Vương nghe Đức Phật dạy lời như thế xong, rơi nệ than thở, chắp tay lễ Phật mà nuôi ra. Ha ha ha, Sammo di so ha.